Nam diễn viên hài từng giấu kín chuyện kết hôn ở tuổi 49, cuộc sống với vợ trẻ kém 26 tuổi ra sao? Sau khi cưới vợ trẻ ở tuổi 49, nam diễn viên Tiết Cương có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Khởi nghiệp từ sân khấu kịch, Tiết Cương sau đó được khán giả biết tới qua các chương trình và những vai diễn xuất sắc trong phim Hướng Nghiệp, Mùa Ngò Gai, Vật Chứng Mong Manh, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ. Bên cạnh công việc diễn xuất, Tiết Cương được biết tới với vai trò là người dẫn chương trình. Vào tháng 4, 2022, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi tổ chức đám cưới giản dị. Theo phong cách đặc trưng miền Tây ở quê của cô dâu tại Cần Thơ, đám cưới của Tiết Cương được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải, Minh Hà, Cát Phượng, Cát Tường. Được biết, Ngọc Thưởng, bà xã của Tiết Cương mới 23 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Vẻ ngoài của bà xã nam diễn viên được khen ngợi vì sự trẻ trung, xinh đẹp. Trước khi lấy vợ, diễn viên sinh năm 1973 đã giấu kín chuyện tình cảm. Khán giả chỉ biết được thông tin này khi những hình ảnh đám cưới của Tiết Cương được lan truyền trên mạng xã hội. Chia sẻ về việc chênh lệch tuổi tác, Tiết Cương cho biết, mình già hay trẻ, quan trọng đó là cái tâm hồn của mình. Mình sống vui vẻ, yêu đời là tự nhiên sẽ thấy mình trẻ trung. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, lo lắng hay không tự tin thì sẽ thấy mình già. Lúc mình tự tin, thoải mái thì lúc nào cũng thấy giống như là thanh niên vậy đó. Sau khi kết hôn, Tiết Cương có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã kém 26 tuổi. Được biết, Ngọc Thưởng hiện nay đang kinh doanh online. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đi du lịch trải nghiệm cùng nhau sau khi về chung một nhà. Khán giả vô cùng vui mừng khi Tiết Cương tìm thấy bến đỗ hạnh phúc ở độ tuổi 49. Trên mạng xã hội, Tiết Cương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc giản dị, đời thường về cuộc sống ở quê bên cạnh Ngọc Thưởng. Ở quê, nam diễn viên cùng vợ vô thú Điền Viên tận hưởng không gian bình yên. Nam diễn viên 7X từng tiết lộ bà xã đã theo dõi và hâm mộ anh được 20 năm. Tuy Tiết Cương gặp vợ không có lâu nhưng cô ấy là fan của Tiết Cương từ bé, nên tuy mới gặp nhau nhưng đã hiểu về nhau rồi. Về chuyện lấy vợ ở tuổi 49, Tiết Cương cho biết đó là khoảng thời gian thích hợp. Với tính cách của mình, lấy vợ trẻ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20 đến 30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý. Nam diễn viên cho rằng bây giờ là lúc chín muồi,